let it hang, hang. Đây là công đoạn chuẩn bị nấu lẩu cá với lại kim chi nha. Rau nè. Đây là cá. Này. Là phi hành tỏi với lại xả vô nha mọi người, cho xả vào. Rồi bắt đầu là mình thả cá vào nha. Cho nó thơm lên, nó bắt đầu mình thả cá vô. Chiên sơ trước. Mình cá mà nó chín chín sơ rồi á thì là mình cho nước vô nha mọi người. Nấu cho nó sôi lên rồi bắt đầu mình nêm nếm, thả kim chi vô sau. Giờ em thả củ hành tây vô. Cho nó thơm và nó ngọt nước. Cá tái tái lại rồi, gần chín rồi mình vớt ra nha, để tránh cho nát cá. Bây giờ là mình thả kim chi vào. Đây là kim chi ha. Mình thả kim chi vào nồi. Khuấy đều lên này, để màu nước lẩu thấy đẹp rồi đó, đúng không? Đây là bây giờ mọi người để cho nó sôi lên tí nữa là nêm nếm vừa ăn là bắt xuống nha. Chút nữa mình ăn nhúng với rau tần ô, rau cải. Đây mọi người ơi, lẩu sôi lên rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình nhắc xuống và mình ăn thôi. Một ngày chủ nhật bình yên, làm nồi lẩu, ăn thì hết bài luôn nha mọi người. Đây chính là rau ăn lẩu nha mọi người. Đây nấm kim châm. Đây chuẩn bị nhập tiệc thôi mọi người ơi. Bây giờ là chờ nó sôi lên là mình bỏ rau vô là mình quất thôi nha mọi người. Quá đã, quá đã. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Nhúng rau vô mọi người ơi, ăn thôi. Mọi người ăn nha, ngon lắm mọi người ơi. Lẩu nấm kim chi mọi người. Quá hả? Quá ngon luôn. Không có bị tanh. Quá đã, quá đã.